Quỳnh Anh có thể nói là một trong những nghệ sĩ trẻ mà có lượng fan rất là khủng, đặc biệt là khi mà Quỳnh Anh bước sang cái lĩnh vực ca hát, đúng không? Lượng fan của anh rất là khủng, mà thực ra trước đấy chị không hề nghĩ là Quỳnh Anh có một lượng fan khủng như thế, cho đến khi mà chị mời Quỳnh Anh tham gia cái cuộc thi Sao Việt Toàn Năng của công ty Tincom Media sản xuất, thì thấy là bạn ấy fan, lượng fan kinh khủng luôn, và rất là đa năng, hát được nhiều thể loại khác nhau, rồi vừa hát lại vừa vũ đạo nữa. Vậy thì cái cơ duyên mà em lại tiếp tục lấn sân sang con đường ca hát nữa là gì? Thật sự ra thì em thích hát từ hồi nhỏ. Hồi nhỏ em có tham gia trong nhà thiếu nhi, mà cơ duyên làm diễn viên thì lại đến trước. Cho nên sau khi mà em làm diễn viên rồi thì em mới bắt đầu là em tập tành để em đi hát trở lại. Thì mình nói chung là cũng bỏ một thời gian khá là lâu rồi. Cái lúc mà em đi đóng phim thì em không run, mà cái lúc đầu tiên mà em lên sân khấu em hát là rất run. Thì mình cũng phải mất một khoảng thời gian rất là dài để mà mình khắc phục và mình làm quen với sân khấu. Bây giờ là khán giả thiệt, thế mình sợ lắm. Rồi sau đó thì tự nhiên em lại may mắn là em được khán giả yêu thích qua cái bài hát Đơn Côi. Từ cái bài hát đó thì mọi người mới biết em nhiều hơn ở lĩnh vực ca sĩ. Và bây giờ là cho đến thời điểm này thì cái ca khúc nào mà có một cái sức ảnh hưởng lớn nhất đối với cả sự nghiệp của ca sĩ của Quỳnh Anh? Em nghĩ là bài Đơn Côi là mọi người nhớ nhiều nhất, xong rồi đó sau đó là sẽ tới cái bài hát trong nhạc phim của phim Một Ngày Không Có Em là bài Hoa Dại. Ủa là em hát luôn đấy hả? Dạ, có nghĩa là sau đấy thì em mới sau hát đấy lại. Thì em mới hát lại, với lại là có một cái bài Thế Nhé Anh thì mọi người cũng thích nhiều. Sắp tới thì sao? Sắp tới thì có một bài hát nào mới không? Sắp tới thì em cũng có một cái bài hát. Nói chung là mình cũng biết là mình ở cái độ tuổi nào rồi đó, cho nên là cái âm nhạc của mình nó cũng phải thay đổi và nó cũng phải nhẹ nhàng, nó sâu lắng hơn. Thì em có một bài hát của nhạc sĩ Phúc Trường, có tựa đề là Dành Cả Thanh Xuân Cho Một Người. Và hy vọng đây sẽ là một bài hát hit. Với Bella thì ngoài cái việc mà bạn xuất hiện rất là quen thuộc trên các phim truyền hình, thì khán giả còn thấy bạn xuất hiện ở nhiều những sân khấu kịch nữa. Vậy thì giữa đóng kịch và đóng phim thì nó có một cái sự khác biệt như thế nào không? Hoặc là cái nào khó hơn, cái nào mà bạn thích hơn? Thực ra thì em chính thức là được đào tạo là sân khấu điện ảnh. Sân khấu mà cái thời của em là kịch nhiều hơn. Thực ra thì tụi em cực kỳ yêu sân khấu, bởi vì sân khấu nó giống như một cái thiên thánh đường vậy đó. Khi mà mình leo lên mình diễn, cái cảm xúc của mình nó đã lắm. Và cái khác biệt giữa điện ảnh với sân khấu tụi em biết được đó là cái cảm xúc nó sẽ liền mạch và nó cực kỳ khó hơn điện ảnh. Khi mà điện ảnh có thể làm sai đoạn này thì mình cắt mình làm lại, nhưng mà sân khấu thì mình diễn cho khán giả coi là mình phải đi một mạch luôn, nếu mà sai rớt nhiều một cái là không biết cứu là làm sao luôn. Thì cái đó là cái sự khó và tụi em rất là yêu. Còn Quỳnh Anh thì ngoài công việc của một diễn viên, một ca sĩ, thì gần đây Quỳnh Anh lại tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh và ra mắt một thương hiệu mỹ phẩm mới. Em thấy là đa số tất cả phụ nữ đều rất là thích làm đẹp, ai cũng thích làm đẹp hết. Và ngay cả bản thân em thì em cũng hay quay những cái clip để chia sẻ cách làm đẹp cho mọi người, rồi là review tất cả những cái sản phẩm của người khác. Thì có một ngày em hỏi tại sao mình lại không review sản phẩm cho chính bản thân mình. Thì trong một cái đợt mà em đi du lịch bên Hàn á, thì em thấy cái sản phẩm đó và em thấy là nó cũng khá là phù hợp với cái phong cách make up của Việt Nam. Và đặc biệt là các bạn tuổi mà cũng tin tin á, cái mẫu mã nó rất là dễ thương. Xong rồi sau đó là em cũng đã thử qua một thời gian và em thấy là ok, thì em mới bắt đầu là tại vì mình thật ra mình cũng không có phải quá nhiều vốn tới mức mà mình mua cái thương hiệu đó về được, mà cái mỹ phẩm thì nó chỉ là một phần của cái thương hiệu đó thôi. Thì em quyết định là em đem cái mỹ phẩm về trước và em cũng phải gọi cho một vài bạn rủ rê đồ góp vốn này nọ thì mình mới có đủ. Thì may mắn là trong vòng gần 3 tháng tụi em chuẩn bị cái đó xong. Thì tháng 12 vừa rồi là em tổ chức cái ra mắt, họp báo ra mắt về cái sản phẩm đó. Và tới bây giờ thì cũng có khá là nhiều các bạn trẻ biết đến thương hiệu của em. Để người ta yêu cái cô ca sĩ diễn viên này rồi, cho nên là ta cũng yêu những cái sản phẩm luôn, đúng không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang chuyên mục Chuyện Đời để lắng nghe những tâm tư của hai nữ khách mời xinh đẹp này nhé. Thưa quý vị,
Trong cuộc đời của mỗi một con người thì có những cái giây phút mà chúng ta sẽ phải đưa ra những quyết định rất là quan trọng. Nếu như mà chúng ta quyết định đúng thì có thể sẽ gặt hái được những thành công, nhưng đôi khi chúng ta quyết định sai thì nó sẽ dẫn đến những hậu quả rất là đáng tiếc. Chính vì vậy thì ngày hôm nay thì Mai Thu Huyền muốn mời hai vị khách mời của chúng ta hãy chia sẻ quan điểm của mình khi mà chúng ta đang có hai cái cây ở đây, tạm gọi là hai cây quyết định. Và trên tay các bạn đó là những cái yếu tố mà các bạn nghĩ là theo cái thứ tự ưu tiên, xem là chúng ta có thể đặt từ ở gốc hay đặt ở ngọn hay là đặt ở trên những cái cành cây, và sẽ thể hiện những quan điểm của mình. Rồi mình thể hiện lên một cái cây ha. Xin mời hai bạn sẽ đưa ra cái cây quyết định của mình. Hai bạn đều có một cái sự lựa chọn giống nhau, đó là bắt đầu từ cái gốc, đó là đi học. Hai bạn có thể chia sẻ thêm về lý do này mà mình chọn, tại sao mình lại chọn như vậy không? Tại vì tụi em nghĩ là cái điều này là điều chung, bởi vì mình đi học mình sẽ bổ sung được kiến thức, và khi mình đầy đủ được những cái yếu tố và về thể chất lẫn tinh thần thì mình mới lập gia đình được, là bước tiếp theo. Nhưng mà Mai Thu Huyền thấy là hai bạn có một cái điểm chung, tức là nhìn các bạn rất là mong manh, dễ vỡ, nhưng các bạn có những cái quyết định rất là táo bạo, mà không phải một người phụ nữ nào cũng dám đưa ra những cái quyết định như thế. Nhưng các bạn đã chọn cái việc sinh con. Vậy thì hai bạn có thể chia sẻ về cái quyết định này của mình. Có con thì cái điều đó quyết định của em hoàn toàn đúng đắn. Dạ, bởi vì bây giờ em có một chàng trai trẻ rất là đáng yêu và dễ thương, và rất là có hiếu với mẹ. Quỳnh Anh thì hơi khác Bella một chút, bởi vì Bella thì lập gia đình xong mới sinh con. Còn Quỳnh Anh thì ngược lại. Khán giả vì Quỳnh Anh nổi tiếng, vì bạn xinh đẹp nên khán giả rất là quan tâm. Quan tâm thì cũng đồng nghĩa với cái việc mà đời tư của mình sẽ bị soi mói. Thì đùng cái là thấy Quỳnh Anh sinh con. Cái quyết định trong giai đoạn đó của Quỳnh Anh có khó khăn không? Thật ra là lúc đó là gặp phản đối rất là nhiều. Bạn bè em thì cũng có một vài người, tại vì thấy là đang đi làm như vậy mà tự nhiên bây giờ nếu như mà lập gia đình và sinh con thì là sẽ ngừng mà không biết tới khi nào mình sẽ có thể quay trở lại được. Rồi xong rồi, và phản đối lớn nhất là từ phía ba mẹ em, tại vì con mình nuôi từ nhỏ tới lớn, chăm nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa là đúng từ của em. Tại vì gia đình em không phải là quá nhiều tiền, nhưng mà em được sống trong một cái gia đình mà phải nói là o bế rất là nhiều, tại vì em có ba người chị phía trên nữa, cho nên em chưa bao giờ đụng tay vào bất cứ một cái việc gì ở gia đình hết. Thì tự nhiên một cái báu vật của gia đình như vậy á, tự nhiên đến một ngày mà mình chưa kịp chuẩn bị tinh thần, thì tự nhiên cái đùng một cái thành con của người ta phải về ở nhà người ta. Cho nên là ba mẹ em cực kỳ phản đối. Nhưng mà lúc đó mình chả biết sao, mình cứ như chị Bella nói là mình theo tiếng gọi con tim á, mình không có suy nghĩ được gì hết. Mình yêu là mình bị mù quáng luôn. Thế là mình nhất quyết là mình phải lấy cái người này, và nhất quyết cái người này phải hiện hữu trong cuộc đời của mình. Mình quyết định một cái là mình chẳng suy nghĩ gì tới ai nữa hết. Và em biết là khi mà em chấp nhận em ở bên cạnh anh Tim thì là coi như là em mất cả người quản lý, mất cả ba mẹ, mất cả bạn bè luôn. Và không có tiền luôn. Em chỉ còn lại đúng chiếc xe đó để em đi diễn, để kiếm tiền trở lại. Và mình cảm thấy là cuộc đời của mình nó bị mất quá nhiều thứ. Mình chưa có cảm nhận được, mình chưa chuẩn bị tinh thần luôn. Nhưng mà vì cái quyết định đó của mình sẽ cố gắng mình thực hiện. Và lúc đó thì em chỉ còn một cái phao duy nhất, đó là em phải sinh con. Để cho ông bà ngoại thì thế nào cũng sẽ rất là thương cháu thôi. Thì mình sẽ sinh con để mà mình gỡ đi cái mối quan hệ đó. Thì cái lúc mà mình sinh con xong á, nó không có như những gì mình mong muốn. Cái mối quan hệ đó nó cứ tiếp tục diễn ra như vậy, và càng ngày càng có những cái mâu thuẫn nhiều hơn nữa. Nhưng mà sự nghiệp của mình không tới đâu luôn. Có nghĩa là em sinh con xong nửa năm trời em không có phim. Tới nỗi mà em cảm thấy em sợ hãi, ủa chết rồi, không biết giờ sao luôn. Có nghĩa là đứa con nó ra thì nó chỉ làm cho mình vui thôi. Nhưng mà thật sự ra công việc không có, gia đình không có, không có một ai chia sẻ, mình cảm thấy mình bị chơ vơ giữa cuộc đời, mình rất sợ. Thì may mắn mà sau đó em nhận được phim tiếp tục, và em tiếp tục với nghề, và em qua được cái khoảng thời gian đó. Tất cả những cái gì mà nó đau khổ nhất trong cuộc đời của em đó là em đều nhờ Sushi. Mai Thuyền nghĩ là bất kỳ một người phụ nữ nào khi mà lập gia đình, khi mà yêu
thì cũng đều mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà đôi khi nó rất nhiều vấn đề trong cuộc sống mình không thể nói trước được. Bây giờ em kể ra chị mới nhớ là thực ra cái quãng thời gian của người nghệ sĩ lúc mà có con đều khó khăn như nhau. Và một mình phải bươn chải với cái điều đó. Và bây giờ chị cảm thấy rất là đồng cảm với em. Khi nào mà có con xong mình cũng sợ là mình sinh xong không biết là có show. Trời, nó rất là khủng khiếp trong cái giai đoạn đó của em luôn chị. Ngay khi mà em ký một cái, trong một giai đoạn đó là em chưa có định là có con, nhưng mà bốn tập phim, bốn cái bộ phim của một cái series đó thì em đều ký là với giá rất là cao và nguyên một cái số tiền rất lớn. Thì đùng một cái mình có bầu, bắt đầu mình chơi với. Nhưng mà giống như là em là một người phụ nữ sống tự lập quen rồi, thì bắt đầu mọi thu nhập của mình bị dứt hết á. Xong rồi em không biết làm sao, chỉ biết em phải vác cái bụng bầu em đi học làm bánh. Tại vì em giống như trong cái bước đường đó em không bao giờ em từ bỏ. Và mình mới thấy là cái sức chịu đựng của con người nó kinh khủng. Và nếu mà mình không biết khai thác, mình sẽ không thể nào biết được cái sức mạnh của mình nó tới đâu đâu. Vậy trong những cái quyết định trong cuộc đời của mình thì có khi nào các bạn cảm thấy mình hối hận về những quyết định đó không? Và nếu như được thay đổi thì các bạn muốn thay đổi nó như thế nào? Em thì hồi trước em có hối hận khi chuyện em lập gia đình sớm. Nhưng bây giờ em nghĩ là chính những cái điều đó nó sẽ cho mình cái nghị lực và sức mạnh siêu nhiên mà mình có được bây giờ. Vậy còn Trung Quy Anh thì sao? Em thì em hơi hối hận một chút xíu. Đến bây giờ ba mẹ em vẫn rất là buồn về em. Nói chung là mỗi một tuần hai tuần gì đó vẫn hay gọi điện thoại về hỏi là con gái đang làm gì. Thương lắm. Mà bây giờ không ở bên được. Chị cứ nghĩ là từ nhỏ cho tới lớn, hai mươi mấy tuổi, hai mươi mấy năm trời ở chung không bao giờ xa một miếng nào hết. Tự nhiên đùng một cái em mất hết toàn bộ, cho nên là em bị cảm giác rất là chới với. Và mỗi lần mà ai đó nhắc về cái đám cưới với ba mẹ em đều cảm thấy là lỗi lớn nhất là ở bản thân em. Bởi vì khi đó mình không giống như người ta, đáng lẽ phải đám cưới. Dù gì đi nữa mình cũng phải đòi một cái quyền cho bản thân mình là mình phải đám cưới trước khi mà mình có con, hoặc là khi vừa có bầu là mình phải đám cưới. Thì mình lại hư tới cái mức độ mình mặc kệ hết tất cả mọi thứ để mà mình cãi cha cãi mẹ mình làm điều đó là mình sai. Mình chịu trách nhiệm cho bản thân mình, nhưng mà ba mẹ là cái người hứng chịu rất là nhiều theo mình. Rất là cảm ơn Lê Bella cũng như là Trương Quỳnh Anh đã có những chia sẻ rất là sâu sắc và nhiều cảm xúc trong chương trình Phụ Nữ Quyền Năng ngày hôm nay.